Một món đồ cực kỳ độc lạ luôn anh em. Vâng, đó chính là dầu gội khô. Vâng, mua được tặng kèm hai cái này linh tinh. Không biết anh em nghe đến cái dầu gội khô bao giờ chưa? Xem có hiệu quả không? Rồi bờm. Đây, cái gì đây nữa? Hai cái món quà tặng kèm, cài tóc và sticker cho các chị em. Từ bé đến giờ mình mới nghe đến cái dầu gội khô này. Cái này thì sẽ dùng cho những cái chuyến du lịch, du phượt gì đấy, lên rừng rú, đồi núi không có nước gì đấy. Chúng ta sẽ dùng cái này để xem có hiệu quả không nhá. Nó giống cái chai xịt gôm thôi. Gun only. Đấy, cái gì? Chỉ dùng cho gun à? Hair care, dry, cái gì, nu, cái gì, toàn tiếng Anh. Mình đã ngu tiếng Anh thì chớ. Không có một tí tiếng Việt. À, đây, tiếng Việt đều, tiếng Việt đều. Và cái hộp này bằng kim loại nhá. Ở dưới đít này lõm lõm, không có gì cả. Trên thì sẽ có cái nắp nhựa như này, bảo vệ hay xịt như xịt nước hoa ấy, hay là bình xịt côn trùng anh em ạ. Đây anh em xem qua hướng dẫn cách sử dụng nhá, có thể bao lại để xem nhá. Rồi, let's go test thử cách 20 phân một găng tay xịt. Đây, đợi một vài phút rồi chải tóc, tạo kiểu tóc nhá. Tự xịt anh ạ. Ok. Ôi rồi. Nó khô rồi anh em. Nó khô và nó trơn tóc ấy. Anh em nhìn thấy những cái lấm tấm trắng này, như kiểu bụi phấn ấy. Và nó rất thơm nhá, thơm nước cả phòng luôn. Đấy thì lúc đầu tóc của mình rất là bết, bây giờ kiểu nó trơn như kiểu anh em bôi rèn bôi trơn ấy. Khá là ổn. Không bị cặn của cái bọt ấy. Đấy. Rồi. Ô, được phết nhở. Nó vừa làm khô vừa làm trơn tóc luôn, lúc đầu tóc mình bết này. Bết này rất này, vừa đi tập thể dục về mà. Đấy. Bây giờ này. Khá là hiệu quả. Tạo kiểu tóc luôn này. Ê, đẹp luôn. Như kiểu gôm luôn, đi chơi được luôn anh em ạ. Không cần phải tắm lại nữa. Cái này hay đấy, mỗi tội giá hơi chát. Ngon lành luôn. Tạo kiểu tóc đi chơi luôn. Được. Mình vừa gội đầu xong này anh em. Đấy, thì gội đầu xong mà tóc nó vẫn theo cái kiểu mà nó kiểu gôm ấy, và có chất gôm ở trong cái bình xịt này. Và mặc dù mình dùng dầu gội đầu mà vẫn còn hương thơm của cái bình xịt nhá. Chắc là mỗi 2 ngày gội đầu thì nó mới hết được.